Thank you.
Thank you.
Ich habe ein erfülltes Leben geführt. Meine Frau war das größte Glück, was mir in meinem Leben passieren konnte. Ich habe zwei Söhne, auf die ich sehr stolz bin und um die ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Ich habe Freunde, die sich für mich opfern würden. Es gibt nichts, was ich in meinem Leben bereuen muss. Ich kann zufrieden auf mein Leben zurückblicken. Dies waren deine Worte zu mir und meiner Mutter noch vor 3 Wochen, als wir das Ostern im Kleber am Küchentisch zusammensaßen. Mein Vater, Rui Thaisse, geboren am 15.08.1955 nach vietnamesischem Mondkalender, 8.10.1955 nach dem gregorianischen Kalender in Taiping, wuchs mit 2 älteren Schwestern sowie einem jüngeren Bruder und einer jüngeren Schwester in einfachen Verhältnissen auf. Als einer der Jahrgangsbesten des Landes legte er noch während des Vietnamkriegs seine Schulabschlussprüfung ab und durfte so von 1973 bis 1978 zum Auslandsstudium in die damalige DDR. Wie das Schicksal es so wollte, traf er seine zukünftige Frau, meine Mutter, jedoch erst in Vietnam nach seiner Rückkehr aus der DDR, obwohl beide zur gleichen Zeit in der DDR ihr Studium verbrachten. Seine Zielstrebigkeit und sein Optimismus hatte es damals schon zu verdanken, dass er meine Mutter für sich erobern konnte. Er ging bereits mit ihren Eltern ein und aus, ohne dass sie bis dahin ein Wort miteinander getauscht hatten. Sie gaben sich am 22. Februar 1981 in Hanoi das Jawort. So, wie er es einem Freund prophezeit hatte, nachdem er meine Mutter das erste Mal sah.
das größte Glück, was ihm in seinem Leben passieren konnte. Während ich ein Jahr später zur Welt kam, folgte mein Bruder 1987 und machte das Familienglück komplett. Als Sprachmittler vietnamesischer Gastarbeiter ging er 1987 wieder in die DDR, nach Greiz. Meine Mutter und die Kinder folgten 2 Jahre später nach Chemnitz. Nach der Wiedervereinigung zogen wir als Familie 1991 dann gemeinsam nach Kleve. Vor allem, weil uns Kindern in diesem kleinen Städtchen am Niederrhein ein behütetes und gesichertes Leben ermöglichen wollte. Im April 2011 wurde bei meinem Vater bei einer Vorsorgeuntersuchung Darmkrebs diagnostiziert. Anstatt sich zurückzuziehen und in ein Loch zu fallen, war er von Anfang an voller Kampfgeist und Hoffnung sowie selbststark Rückhalt für uns und seine Familie. Wir mussten meinen Vater nicht auffangen, sondern er war es, der uns seiner Familie aufgefangen hat. Er blickte immer nach vorn und ließ nicht zu, dass auch nur einer von uns daran zweifelte, dass er es schaffen wird. Bei der neuen Krebsdiagnose 3 Jahre später überstand er nach erfolgter Lungen-OP Ende 2014 eine Lungensepsis. Meine Mutter wich in dieser Zeit, wie in den gesamten vergangenen 7 Jahren, keine einzige Minute von seiner Seite. Mein Vater wachte nach 2 Wochen Koma wieder auf und kämpfte weiter. So hat er auch seine beiden Enkel Nordfilm kennenlernen dürfen. Er ließ es sich nicht nehmen, auch nach seiner Lungen-OP mehrere Reisen nach Vietnam, Japan, Schweden, Dänemark und Ungarn zu machen. Er gründete über Facebook eine vietnamesische Selbsthilfegruppe, Chien Thang Ung Thu, was so viel wie den Krebs besiegen bedeutet, und schaffte damit für mittlerweile knapp 10.000 Menschen eine Plattform, auf der Krebspatienten und Angehörige sich austauschen und gegenseitig Mut machen können. Bis zum letzten Tag war er voller Hoffnung, guten Mutes und ein Vorbild für tausende Betroffene. Er schlief am vergangenen Mittwoch, den 11.04.1918, friedlich und mit einem lächelnden Gesicht in den Arm meiner Mutter ein. Papa, wir sind heute hier, um gemeinsam mit deinen engsten Freunden und Weggefährten Abschied zu nehmen und für dich zu beten. Auch dein Vater, deine Geschwister, Schwäger und Schwägerinnen und Verwandten sowie Freunde, die heute leider nicht hier sein können, versammeln sich heute in Vietnam, um gemeinsam zu trauern und deines zu gedenken. Papa, wir sind voller Traurigkeit, weil du uns viel zu früh verlassen musstest. Wir sind aber auch voller Liebe, Hoffnung und Mut, weil du uns gezeigt und als Vorbild gedient hast, wie man aufrecht durchs Leben geht und jede noch so schwierige Aufgabe mit Entschlossenheit und einer positiven Grundeinstellung antritt. Wenn nur mir gehen so viele Momente mit dir durch den Kopf, die wir für immer festhalten werden. Wie du zum Beispiel mit uns auf dem Bolzplatz Fußball gespielt hast, wie wir in dem kleinen Matze an der Kundersöhne gekämpft haben, wie du uns auf dem Trainingsplatz das Auto vorbeigebracht hast, wie du das erste Mal sagtest, dass du stolz auf uns bist. Du kannst nun ohne Sorgen gehen, denn du hast uns alles mitgegeben, um unseren Weg in dieser Welt allein weitergehen zu können. Wir werden gemeinsam immer für Mama da sein. Sie ist stark und tapfer, aber das weißt du ja bereits. Du hinterlässt eine riesige Lücke in unserem Leben, aber in unserem Herzen und Erinnerung wirst du immer fortbestehen und immer mit uns sein. Ich darf jetzt stellvertretend für den Studentenjahrgang 1973 und 74 meines Vaters Wackern nach vorne bitten. Guten Tag, liebe Trauergäste, liebe Familie Bui, liebe Freunde von der Studienjahrgang 73 von ehemaliger DDR und die vietnamesische Gastarbeiter in Ehemaliger damals. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich meine Abschiedsrede in Vietnamesisch also lesen zu dürfen. Also der Inhalt sowie unser Gefühl, was ich in Vietnamesisch also aussprechen, ist gleich wie also der Inhalt, was große Sohn von Sơn Trung also uns übermittelt hat. Tôi là người
suốt 30 năm qua, người gần, rất gần gũi với anh Sơn và gia đình anh Sơn. Nên tôi cũng xin phép các bạn đồng học được phát biểu, được đọc lời chia tay với anh Sơn và chia buồn với gia đình anh Sơn vì sự ra đi của anh Sơn. Kính thưa gia quyến anh Bùi Thái Sơn, kính thưa các bác, ông bà, anh chị em và cháu đến dự tang lễ chia tay anh Bùi Thái Sơn, chị Phương và hai cháu Trung Vinh, Catherine và các cháu Noah, Phil thân mến. Chúng tôi là bạn học của anh Sơn từ những năm 1973 thời Cộng hòa Dân chủ Đức. Tuy bất anh Sơn mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng khi nghe tin anh qua đời thì ai cũng nấy đều rất bàng hoàng và không thể tin đó là sự thật. Sơn ơi, thế là cậu đã xa chúng tớ thật rồi. Đau xót làm sao, Phương đã mất đi một người chồng vô cùng yêu quý. Các con Trung Vinh và Catherine đã mất đi một người cha đáng kính. Hai cháu nội Noah và Phil từ nay không còn được gặp người ông thân yêu nữa rồi. Còn đâu những lúc Noah cùng chơi đùa ngoài sân cỏ, cùng ông chơi đá bóng. Anh Bùi Thái Sơn sinh ngày 15 tháng 8 năm 1955. Cả quá trình từ lúc ngây thơ cho đến khi tốt nghiệp học phổ thông, anh Sơn luôn luôn biểu hiện là một người thông minh và đã là học sinh giỏi nên đã được chọn đi học tại Cộng hòa Dân chủ Đức từ năm 1973 đến năm 1978. Học ngành chế tạo máy in tại trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Karlsruhe thuộc thành phố Chemnitz ngày nay. Tốt nghiệp về nước, anh Sơn được công tác tại nhà máy cơ khí ngành in tại Hà Nội. Trong quá trình phát triển xã hội và đất nước thì năm 1987 Sơn đi hợp tác lao động ở công chủ Đức và Dân chủ Đức, cũng như chúng tôi nhiều người học ở bên Cộng hòa Liên Đông Đức hồi đó cũng được tham gia vào hợp tác lao động, đi giúp phiên dịch cho anh em lao động Việt Nam làm việc ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Là cương vị đội phó và phiên dịch tại xí nghiệp dệt Kraika, huyện Kraich, tỉnh Gera, Sơn luôn luôn đấu tranh cho anh em lao động Việt Nam được hưởng chế độ chính sách tốt nhất theo hiệp định hợp tác lao động giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức. Tuy xa quê hương, Sơn luôn quan tâm giúp đỡ chăm sóc sức khỏe cha mẹ ở nhà và các anh chị em. Đối với tổ ấm nhỏ của mình, Sơn là người chồng biết chăm lo cho vợ và hai con nhỏ, cùng vun vén gia đình, giữ gìn hạnh phúc gia đình và tạo điều kiện cho hai con được học hành đến nơi đến chốn. Khi nước Đức mới thống nhất, do điều kiện khó khăn, công ăn việc làm rất khó, Sơn đã phải làm việc gần một năm ở Lever phía Tây Đức. Chị Phương và hai cháu tạm thời ở lại Chemnitz. Hàng tuần chiều thứ sáu, Sơn đi xe một mình gần 1.000 cây số. Xin lỗi. Đến rạng sáng thứ bảy mới về tới gia đình và chỉ ở nhà trọn vẹn được một ngày thứ bảy. Sáng chủ nhật lại đi 1.000 cây số để trở về Lever làm việc. Kể cả những lúc bị mệt, sốt, nhưng không tuần nào Sơn không cố gắng về thăm chị Phương và hai con thân yêu của mình. Sơn luôn có tình cảm chân thành, quan tâm giúp đỡ các bạn. Sơn là một người rất thông minh, nhanh nhẹn, luôn luôn đưa ra được một giải pháp tối ưu khi phải giải quyết một vấn đề, rất được bạn bè khâm phục. Sơn là một nhân tố tích cực, dành nhiều thời gian cùng tìm lại các bạn cũ, thành lập một đồng của những người học cùng thời Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1973 và đã tạo ra được nhiều tác phẩm tinh thần như các album ảnh của hội, những kịp gặp gỡ cũng như những thức video như xưa và nay để cho mọi người cùng hội ngộ. Mỗi khi xem lại, ai cũng cảm động, rưng rưng nước mắt. Nhưng có lẽ cũng là một bất công của cuộc đời khi những con người nhân hậu thì thường gặp lại những thử thách chớ treo của tạo hóa. Cách đây 7 năm, Sơn bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư, nhưng căn bệnh này đã không làm Sơn gục ngã. Sau hai ca mổ phức tạp cùng điều trị hóa chất, Sơn đã vận dụng trí thông minh của mình để tìm hiểu cách điều trị ung thư kết hợp với thảo dược
và dũng cảm lấy bản thân mình để thử nghiệm các diệu hiệu đó. Sơn đã lập ra diễn đàn chiến thắng ung thư để mọi người cùng thảo luận, giúp nhau có thêm thông tin về các loại thuốc mới, các phương pháp điều trị có hiệu quả và tiếp tục truyền lửa cho nhau theo tinh thần. Bệnh ung thư không có gì đáng sợ, hãy đối diện với nó, hãy tìm cách chiến thắng nó và hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cuộc chiến đấu gian nan, trường kỳ và rất khốc liệt đã hao tổn dần mòn sức khỏe của Sơn. Có những lúc Sơn đau hàng tuần không ra khỏi giường bệnh được, chị Phương phải túc trực thường xuyên để giúp Sơn phục hồi sức khỏe. Nhất là vào những tháng cuối cùng, chị Phương hầu như không ngủ, vì bất cứ lúc nào mỗi hiểm nguy cũng có thể xảy ra, anh Sơn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng Sơn vẫn quyết tâm giữ đúng lịch uống thuốc và bồi bổ sức khỏe hàng ngày và vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tôi và Sơn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Có những lúc Sơn viết: Cường ơi, ta kiệt sức rồi, nhưng vẫn phải cố gắng ngồi, quyết tâm ngồi cho đến khi gục xuống thì thôi. Khi tỉnh lại, ta lại tiếp tục uống thuốc, quyết tâm chiến đấu đến cùng. Đọc những dòng này khiến tôi rơi cả nước mắt, muốn chia sẻ nỗi đau với bạn mà không biết làm thế nào. Cả tập thể bạn hội cùng học năm 73 đều cùng chung một suy nghĩ như tôi và luôn luôn động viên Sơn quyết tâm không bỏ cuộc. Sơn thân yêu, chúng ta đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong vòng tay thương yêu của người gọi điện vào lúc 15:29 ngày 11/4/2018 tại Clever, Hoàng Liên, Văn Đức. Nhưng Sơn đã chiến thắng căn bệnh này qua hành động của mình bằng cách tự phục bệnh trạng, phương pháp điều trị của bản thân và đã trở thành niềm tin của mọi người, kết nối được mọi người cùng tham gia, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để tìm cách chiến thắng ung thư. Điều đáng quý và trân trọng ở đây là cả những người không mắc bệnh ung thư cũng tham gia diễn đàn và nhiệt tình động viên mọi người, tiếp lửa cho mọi người vào niềm tin chiến thắng. Tôi cũng được Phương và Sơn ủy nhiệm hãy tiếp tục duy trì diễn đàn này để cho mọi người tiếp tục trao đổi và động viên nhau trong công cuộc điều trị và tìm cách để chiến thắng ung thư, giúp đỡ mọi người. Sơn thân yêu, bạn hãy yên tâm ra đi. Phương, người vợ hiền của bạn, đã trải qua cơn bão lớn nhất của cuộc đời. Không cơn bão nào có thể sẽ đánh gục được Phương nữa. Cháu Trung và cháu Vinh, cháu Catherine là những đứa con ngoan. Các cháu đều đã trưởng thành và đang có một tương lai rực rỡ. Các cháu hết tự hào vì có một người cha đáng kính. Chúng tôi cũng vô cùng tự hào vì có được một người bạn như Sơn. Những lúc khó khăn, Phương và các cháu hãy đón nhận sự giúp đỡ chân tình của chúng tôi. Hôm nay chia tay Sơn, chúng tôi cầu mong linh hồn Sơn được siêu thoát tới cõi Phật. Với những gì Sơn đã làm, thì Sơn đã làm một đấng Phật trong lòng chúng tôi. Vô cùng thương tiếc Bùi Thái Sơn. Sơn, tu bleibt immer in unserem Herzen. Kính thưa ban tăng lễ, chị Phương cùng toàn thể sư đoàn. Kính thưa quý khách trong tăng trần. Hôm nay trong giờ phút đau buồn và thương xót,
Chúng ta tập trung tại đây để vĩnh biệt một người bạn, người anh, người chồng, người vợ, người ông. Đó là anh Bùi Thái Sơn, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1950, mất ngày 11 tháng 4, 2018. Lúc 15 giờ 29 phút tại Clayton, tuổi thọ 63 tuổi. Vâng, năm 1987 đến 1990, anh Sơn là người đội phó phiên dịch đội Karaka. Anh luôn là người anh, người bạn, người đồng nghiệp tốt nhất của chúng tôi. Người luôn nhận thức với công việc và nhiệm vụ của mình, giúp đỡ tận tình với tất cả, luôn vui vẻ và vượt qua những khó khăn trong công việc cũng như những khó khăn trong ngôn ngữ. Lúc đầu chúng tôi sang Đức. Đến tháng 10 năm 1990, Đông Đức và Tây Đức sang, anh cũng là người đầu tiên chúng tôi được ở lại. Chúng tôi đã và được đến ngày hôm nay cũng có một phần công rất lớn của anh. Sau một thời gian làm việc lâu dài, anh sang Cleaver thì cách đây 7 năm anh phát hiện ra bệnh ung thư, nhưng vẫn luôn luôn tự tin và vui vẻ, luôn đứng vững lập trường về điều trị bệnh và tự mình còn mang bản thân ra để thử với các loại thuốc như thuốc nam và thuốc đông tây y. Xin có mạng là đặc hiệu để cùng chia sẻ với anh em bạn bè không được may mắn mắc căn bệnh hiểm nghèo. Anh đã chiến đấu kiên cường với căn bệnh của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Xin vĩnh biệt anh, người chồng, người bố, người bạn, người anh của chúng tôi, người mà chúng tôi luôn mãi mãi mang trong lòng, không bao giờ quên. Vâng, xin. Ich möchte mich im Namen meiner Mutter von uns Kindern und Schwiegerkindern sowie Enkeln bei allen Traugästen für das zahlreiche Erscheinen herzlich bedanken. Danke, dass Sie und ihr alle gekommen seid, um von unserem geliebten Vater Abschied zu nehmen und für ihn zu beten. Ich möchte mich nochmals stellvertretend bei Backe mit den Speckjahrgang 73-40 und stellvertretend bei Gruppe für die Gastarbeitgruppe Kreika für die herzlichen und aufrichtigen Worte bedanken. Mein Vater hätte sich gewünscht, dass wir nicht nur um ihn trauern, sondern in seinem Namen und in seinem Geiste, nachdem die Tränen getrocknet sind, wieder hoffnungsvoll und voller positiver Gedanken den Blick nach vorne richten, so wie er es uns immer vorgemacht hat. Auch wenn es uns allen in diesem Moment unendlich schwer fällt, wollen wir versuchen, seinem Vorbild zu folgen. Ich bedanke mich nochmals recht herzlich bei Ihnen und euch allen für die aufrichtige Anteilnahme. Zum Abschied haben wir Kinder noch einen kleinen Videoclip vorbereitet, der Bilder aus dem Leben meines Vaters zeigt, so wie wir ihn in Erinnerung behalten werden.
Thank you.